Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục trong xuống giảm nhẹ, đứng quanh vùng giá 2.316 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, đứng ở mức 105,79 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, đứng ở mức 61.400 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng, giao dịch ở mức 4,275% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng ở mức 81,12 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Theo Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ vừa cho biết, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của họ đã giảm xuống 100,4 điểm vào tháng 6, giảm so mức của tháng 5 là 101,3 điểm. Thị trường vàng đã phản ứng giảm xuống mức thấp trong phiên trước khi mà dữ liệu kinh tế mới nhất. Tuy nhiên, hành động giá vẫn dao động trong khoảng từ 2.300 đến 2.350 đô la Mỹ trên một ounce. Dù vàng và bạc tiếp tục gặp khó khăn trong thời gian tới khi mà các nhà đầu tư tập trung vào lãi suất, nhiều nhà phân tích tiếp tục coi giá thấp hơn là cơ hội chiến thuật để đạt được lợi thế, vì cả hai kim loại quý này vẫn đang trong xu hướng tăng vững chắc. Nhìn về phía trước, các nhà phân tích kỳ vọng vàng và bạc sẽ vẫn nằm trong phạm vi khá giới hạn. Trước chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân hay gọi là PCE vào ngày thứ 6, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang. Bên cạnh đó, theo các chiến lược gia kim loại quý tại Harrods, giá vàng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ lực mua mạnh mẽ của Ngân hàng Trung ương ngay cả khi hoạt động mua hàng của Trung Quốc chậm lại, trong khi cả bạc và vàng có thể chứng kiến nhu cầu của Ấn Độ giảm vào cuối năm nay. Và Harrods cũng lưu ý rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hay gọi là PBOC đã tạm dừng mua vàng vào tháng 5 sau 18 tháng liên tiếp dòng tiền chảy vào dòng. Tuy nhiên, việc không có báo cáo bổ sung vào lượng vàng nắm giữ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc không nhất thiết có nghĩa là lượng vàng nắm giữ chính thức tại các tổ chức khác. Ví dụ như Quỹ Đầu tư Quốc gia đã dừng lại. Trong báo cáo kim loại quý mới nhất, các nhà phân tích viết rằng họ kỳ vọng nhu cầu vàng của Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục tăng mạnh. Với mức giá hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới sau quy đổi tương đương khoảng 72,05 triệu đồng trên một lượng đã tính thuế và phí gia công. Như vậy là giá vàng miếng SJC trong nước tại chiều bán ra đang cao hơn vàng thế giới ở vào khoảng 4,93 triệu đồng trên một lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Hiện tại, mỗi lượng vàng miếng SJC trên thị trường chợ đen đang mua vào với giá 78,3 triệu đồng trên một lượng, tức là đã giảm mạnh tới 2 triệu đồng trên một lượng so với ngày trước đó. Cụ thể, trong ngày hôm nay 26 tháng 6, giá vàng miếng SJC được Ngân hàng Nhà nước bán ra cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn vẫn giữ nguyên ở mức giá 75,98 triệu đồng trên lượng, không thay đổi trong suốt nửa tháng qua. Lực cầu vàng miếng SJC trên thị trường chợ đen đã giảm mạnh. Cụ thể, trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC mua vàng đang neo phổ biến ở mức 78,3 triệu đồng trên một lượng. So với một ngày trước đó, giá vàng miếng SJC ở chiều mua vào trên thị trường này đã giảm 2 triệu đồng trên một lượng. Có thời điểm, khách hàng mua một lượng vàng miếng SJC theo giá bình ổn là 76,98 triệu đồng trên lượng, bán ra lại trên thị trường tự do sẽ lời ngay 3-4 triệu đồng trên một lượng. Nhưng giờ đây, khoảng cách lời chỉ còn vênh 1,3 triệu đồng trên một lượng. Một số nhà đầu tư vàng chuyên nghiệp cho rằng, nguyên nhân chính khiến giá vàng miếng SJC trên thị trường chợ đen lao dốc chủ yếu đến từ việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã và đang tung vàng miếng SJC ra thị trường khá nhiều, dần tiệm cận với lực cầu. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang quyết tâm loại bỏ đầu cơ vàng miếng SJC. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức cuộc họp với các tổ chức kinh doanh mua bán vàng miếng SJC. Tại đây, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đều đánh giá các biện pháp can thiệp quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước đã mang lại hiệu quả. Theo đó, giúp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng trên thị trường thế giới theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp cũng thừa nhận nếu Ngân hàng Nhà nước không can thiệp thị trường vàng miếng SJC để giá chênh lệch cao sẽ tác động tiêu cực như buôn lậu, trốn thuế, mất cân đối cán cân thanh toán, ảnh hưởng đến điều hành tỷ giá và vĩ mô. Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch Hội đồng sáng lập tập đoàn Doji cho biết, trước đây, rất nhiều lần khi giá vàng biến động, Ngân hàng Nhà nước đưa ra thông điệp sẵn sàng can thiệp. Nhưng lần này, chúng tôi thấy rằng đây là những biện pháp rất rõ ràng.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng diễn biến trên thị trường thời gian qua có dấu hiệu của việc thuê xếp hàng, thao túng làm lũng đoạn thị trường. Các đơn vị tham gia bán vàng miếng SJC cho biết sẽ tiếp tục cải tiến quy trình, công nghệ để tạo sự thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vàng thực, loại bỏ việc đầu cơ. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay, nhìn chung mặt hàng vàng miếng SJC tạm thời không có thay đổi. Mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn duy trì trong xuống giảm. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại đang mua vào mức 25.220 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.470 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.880 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra 25.960 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 10 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Phú Quý SJC mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.550.000, bán ra 7.698.000. Mi Hồng SJC mua vào 7.650.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Ngân hàng T Bank Gold mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có thay đổi về giá. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Huế mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.498.000, bán ra 7.698.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này duy trì đã giảm nhẹ và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.385.000, bán ra 7.545.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.385.000, bán ra 7.555.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.375.000, bán ra 7.475.000. Cùng giảm 100.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 7.201.000, bán ra 7.401.000. Vàng 18K mua vào 5.371.8.000, bán ra 5.621.8.000. Vàng 14K mua vào 4.123.4.000, bán ra 4.373.4.000. Vàng 10K mua vào 2.882.4.000, bán ra 3.132.4.000. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.456.000, bán ra 7.586.000. Nhẫn tròn bộ số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji mua vào 7.450.000, bán ra 7.580.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.